dài như các bạn biết đấy, thì không có làm clip các bạn ạ. Thì nói chung đó là bữa nay á mình cũng có một số chuyện cá nhân buồn đấy, thành ra cho nên đó là mình không có tâm trạng để mà quay clip hay là đi chia sẻ đến tất cả các bạn. Cho nên là hôm nay á thì mình vẫn đang trong cái tâm trạng đó, công việc cá nhân của mình thì vẫn chưa giải quyết xong ấy. Thì hôm nay á thì mình đi gọi là xả chết đấy các bạn. Thì phải nói đúng ra thì trong cái thời gian vừa qua thì khoảng một tuần trở lại đây á, thì cái tâm trạng của mình nó buồn và nó không được vui các bạn. Cho nên là hôm nay mình muốn xả chết nhậu một bữa thật say các bạn. Cho nên đó là hôm nay mình có mua một con tinh giáp hộp các bạn. Mình không mua, nếu mà mua con còn sống thì nó nhiều tiền lắm, cho nên là mình mua một con ngộp. Mình có gọi cho anh Ken là Tư Tân Sơn Nhì ấy, mua con tinh giáp ngộp. Thế bây giờ mình mời anh Bốn và bạn mình các bạn học chung từ thời cấp 2, cấp 3 của mình. Và có mua thêm cái lẩu hải sản của bên anh Ken nữa về để mình mời bạn và mời anh Bốn trong chung với mình. Anh Hai ấy, thì hôm nay vợ anh Hai lên, cho nên đó là chở vợ chở con đi chơi rồi, cho nên là không có tham gia clip này với mình được. Như các bạn thấy hiện tại là mình đang ở hải sản Phan Diễn. Đây bên này là cái tủ hải sản bên mình mới mua này các bạn. Cái tủ này thì nếu như các bạn theo dõi kênh Phạm Dũng và kênh Phan Diễn Vlog thì các bạn cũng biết rồi đấy. Bên mình đâu cái tủ này để trưng bày những cái mặt hàng hải sản bên mình đang bán đó các bạn. Để mà cho các cô chú anh chị và các bạn bên kênh Phạm Dũng và bên kênh Phan Diễn Vlog đến mua hàng thì được thấy những tất tần tật những mặt hàng nó rõ hơn và nó đẹp hơn. Cái tủ này thì bên mình mua gần 80 triệu nha các bạn, 70 mấy triệu mình không có nhớ rõ giá nữa, mà bữa gì mua là 75, 76 triệu gì đấy phải. Đây các bạn ạ, đây là con kinh giáp mình mới nhờ anh Chen gửi qua cho mình. Con này thì đã ngộp rồi nha các bạn, nhưng mà các bạn yên tâm một điều là anh Chen 54 Tân Sơn Nhì thì bán hàng thì các bạn cũng biết rồi, rất uy tín các bạn. Nếu như mà các bạn trong quá trình các bạn ăn hàng ngộp hoặc kể cả hàng tươi sống cũng thế, có gì mà không các bạn không hài lòng thì các bạn có thể phản hồi cho anh Chen và anh Chen thì xử lý cho các bạn ngay. Như con cua này thì tuy là ngộp nhưng mà bao ăn nha các bạn, bao ăn bao chế biến nha. Đấy, có nghĩa là nó mới vừa ngộp thôi chứ không phải là ngộp lâu đâu. Nhưng mà con này bị mất một cái chân này. Thế này, mất một cái chân rồi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đem mình hấp. Bên trong là còn một cái lẩu nữa các bạn ạ. Nói chung là bữa dài mình buồn cái chuyện cá nhân, cho nên là tâm trạng nó không có được vui, cho nên là mình không có quay clip chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn được. Tại vì nói cho đúng ra thì cái việc này, cái việc cá nhân mà mình, nếu như mà mình đi quay clip thì tâm trạng nó không tốt, không có vui vẻ được, cũng không có chia sẻ những cái hình ảnh vui vẻ đến tất cả các bạn được. Cho nên là cũng mong các bạn thông cảm. Hiện tại thì cái việc cá nhân của mình thì vẫn chưa giải quyết xong các bạn ạ. Nói chung là tâm trạng của mình bây giờ nó đang nặng trĩu à. Cho nên là mình cũng mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn, nếu như mà trong thời gian này mình không có ra clip thường xuyên được thì mong mọi người thông cảm nha. Đấy các bạn, anh Bốn nó thì nhóm bếp xong rồi. Bây giờ bắt con kinh giáp vào. Anh thấy con này hôm nay em mời anh con này uy tín không anh Bốn? Ok, này để mua vàng thì tốt hơn. Mua vàng. Con này là tuy là ngộp thôi nhưng mà giá cũng chát lắm các bạn ạ. Vẫn là 1 triệu 2 một ký đấy các bạn. 3 ký. Con này thì là 2 ký 7. 2 ký 7 mấy anh Bốn hả? Đấy, bây giờ mình để vào mình hấp. Hấp rồi xong rồi mình canh khoảng 15-20 phút rồi mình lấy ra thôi các bạn ạ. Đấy, đây là lần đầu tiên YouTuber đầu tiên mà đầu tư như mình nhé các bạn. Doanh thu thì có một clip có 2-3 đô một clip thôi, nhưng mà dám đầu tư một con cua mấy triệu. Rồi, anh thấy em, thay vì em trả lương cho anh đúng không? Bữa dài là anh cứ thắc mắc là lương, bảo là sao không thấy thằng Tú nó trả lương cho tao. Nhưng mà cái này còn quá trả lương ấy anh. Được không? Anh nhìn em đi, anh nói lịch sự mà. Thay vì là tiền lương chưa, tiền chưa có để trả lương mà đãi cái này ăn trừ lương được không?
chấp nhận rồi, biết sao đấy. Chấp nhận đúng không? Nhớ nha, mai mốt không đòi lương đấy nha. Đấy, vẫn đòi nhớ. Đấy, bây giờ thì mình để hấp khoảng 20 phút các bạn, 15-20 phút rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Trước khi vào bữa ăn thì mình cũng giới thiệu sơ qua lại một lần nữa cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem kênh biết những cái mặt hàng mà bên mình đang có nha các bạn. Đấy, như các bạn có thể thấy trước mặt các bạn đây là thịt trâu gác bếp của anh Hải Sapa TV này các bạn. Khi mà các bạn mua 1 kg thịt trâu thì bên mình vẫn tặng tất cả các bạn một lọ chấm chéo nha các bạn, và giá là 1 triệu 1 kg. Còn ở dưới này thì là chả cá chiên, chả cá đỏ cũ ở Lý Sơn nha các bạn. Đấy, bên này thì là ốc bù lót và cái mặt hàng khởi nghiệp của Phan Diễm đấy là bạch tuộc Nhật các bạn. Bạch tuộc Nhật thì hiện tại bên mình có giá là 790.000 một ký. Ở trên đấy là cồi sò điệp. Đây, các bạn có thể thấy là cái cồi sò điệp bên mình rất to nha các bạn. Một còi như một hộp như vậy là 1 ký nó tầm khoảng 20 đến 22 còi các bạn ạ. Giá thì là 750.000 một ký nha các bạn. Bên này thì có trứng cá hồi này, có trứng cá hồi này, có cá chích ép trứng này, có bào ngư Úc size lớn này. Ở dưới thì bào ngư Hàn Quốc và bào ngư Úc size nhỏ các bạn. Mé dưới này thì là chả cá đỏ cũ Lý Sơn, nhưng mà cái loại này là loại tươi. Còn cái hồi này các bạn thấy là chiên rồi, có chiên sơ qua rồi. Còn ở dưới đây thì là mực lá các bạn. Bên này thì là mực ống. Cái này thì cái mặt hàng này là bên mình bữa giờ bán chạy lắm các bạn này. Mực lá câu này. Đây các bạn thấy không, con bự không? Có những khi có những con nó rơi vào tầm khoảng 2 ký mấy, 3 ký các bạn. Đây, như con này nó rơi tầm khoảng 2 ký 6, 2 ký 7 này các bạn này. Đấy, tầm khoảng 2 ký 6 2 ký 7 con đấy. Còn hiện tại thì bên mình cái mực dẻo thì mực dẻo phơi ba nắng thì đang đứt hàng các bạn. Đóng cái tủ lại cái nó hít này. Ở dưới này thì mình chỉ còn mực một nắng thôi. Cái mực này ngon lắm các bạn ơi, ngon cực kỳ luôn đấy. Trên này thì có hải sâm này, có mực lá mini này các bạn này, mực vĩ, mực lá mini này. Đấy, còn bên này là cổ hủ dừa này, yến xào này, bánh phồng tôm này, tỏi cô đơn này, tỏi tép Lý Sơn này, rồi là nấm hương này, rồi là miến rong này. Nói chung là khi mà các bạn xem kênh Phạm Dũng ấy, thì các bạn biết ấy, thì là bên mình quảng cáo, bên mình có những cái mặt hàng gì trên kênh, có nói những cái mặt hàng gì thì bên mình vẫn đầy đủ những cái mặt hàng đấy nha các bạn. Cổ hủ dừa mặt hàng best seller bên mình. Còn các cô chú anh chị, cô chú nào mà lớn tuổi muốn tầm bổ sức khỏe thì mọi người có thể dùng yến nha các bạn. Yến bên mình là yến nguyên chất 100%, yến sạch 100% nha các bạn. Đấy, bây giờ thì mình chuẩn bị vào tiệc các bạn nha. Đây các bạn ạ, trước mặt các bạn đây là bữa tiệc hôm nay của anh em mình nha. Thì bữa tiệc này gồm có một con kinh ráp ngộp này. Con này là 2 ký 7 nha các bạn. Đấy, còn đây là nguyên cái topping của cái nồi lẩu hải sản mà bên anh Chen nha các bạn. Các bạn có thể thấy con tôm hùm này, một con tôm hùm này, một con cua Cà Mau này, một con ghẹ này, thịt bò này, rồi cái này cá viên này. Bên này là còn mực, rồi là tôm, rồi là nghêu nữa. Rồi có ở dưới còn một lát cá nữa các bạn. Đấy, bây giờ trong lúc chờ bạn mình qua tới thì mình bỏ những cái topping này vào, tại cái nồi lẩu nó sôi dữ lắm rồi. Được đấy, ổn nha. Sao anh Bốn thấy thế nào sau cả một cái quá trình đi làm không lương và bây giờ được bù đắp? Nói chung thì ngày nào cũng như thế này thì cũng chả cần lương. Ngày nào cũng như thế này. Đây nha các bạn ơi, ở như trong cái nồi lẩu này thì mình có bỏ thêm chả cá Lý Sơn của bên mình. Anh gắp cái chả cá này cho mọi người xem. Ngon lắm, nhìn nó thịt gà cái gì ấy nhỉ. Cái này chả cá tươi nha các bạn. Có tỏi Lý Sơn và có cái tỏi tép Lý Sơn ở trong. Ôi các bạn nhìn cái nồi lẩu
ổn áp không? Đúng ra là cái nồi lẩu này không là là cũng đủ phê đấy anh nhỉ. Đúng rồi, nhưng mà tại vì mình quay video gửi đến các bạn đấy, cho nên là mình cũng muốn gọi là thử đầu tư một lần xem nó như thế nào các bạn ạ. Như các bạn biết đó, cái bữa ăn này thì cũng tiêu tốn của mình cũng chưa biết bao giờ gỡ lại được. Nói chung là tuy là mình nói bảo là mời anh Bốn để mà bù đắp những ngày không lương rồi đấy, nhưng mà đau thật lắm các bạn. Ôi anh quất hết luôn à? Mấy cái sò, cái tôm nữa. Ôi, còn con tôm hùm với cái này sao? Để vào cho con tôm hùm vào luôn, cho con tôm hùm vào luôn đi. Thôi để chút đấy đi. Thôi cho con vào luôn đi, cho con vào luôn đi. Một hồi không không kịp chín đâu. Cho vào luôn đi. Không biết là anh Chen có ưu ái mình không chứ. Con tôm này, cái nồi lẩu này, con tôm này không là cũng đau đầu rồi đấy. Đấy, bây giờ bạn mình cũng tới rồi, đang ở ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ vào mình cắt cua mời bạn mình trước nha, và anh Bốn trước, còn cái nồi lẩu này thì chút xíu nữa thì mình xử lý sau. Đây nha các bạn ơi, thì hiện tại thì bạn mình cũng tới rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt con kinh giáp này và ra để mời anh Bốn và bạn mình nha các bạn. Bạn này thì là bạn học của mình nha, học cấp 2, từ cấp 2, cấp 3 thì nhỉ. Đánh nhau suốt, đánh nhau suốt đánh nhau mới quen nhau đấy đúng không? hồi đó em với thằng này đánh nhau này đúng không? Đánh nhau rồi mới quen đấy. Kẻ đó làm cái tí uy của anh hiểu không? Tò thế nhỉ? Nhờ cameraman quay cận vào đây cho mọi người xem là coi cái con này tuy là ngộp nhưng mà con này tuy là ngộp ấy, nhưng mà mình nghĩ nó thấy mình cầm thấy mình chắc chắc thịt đấy các bạn. Đây thịt chắc nha. Đây đây là ngộp đấy nha các bạn. Đó. Nhưng mà các bạn thấy cái ống chân nó này thịt không này. Khi mà các bạn mua hàng bên anh Chen 54 Tân Sơn Nhì thì các bạn yên tâm một điều là anh Chen bao ăn cho các bạn nha. Tuy là cho dù tươi hay ngộp, nếu mà các bạn ăn mà có một chút xíu gì đấy, có vấn đề gì thì các bạn có thể phản ánh với anh Chen xử lý cho các bạn ngay. Đây, mời bạn nha. Còn đây ạ. À. Đấy, cho chén vào. Cho chén đi, cho này sau vừa. Cho tí đi anh em mình vô cái, cho anh em mình vô cái. Chờ anh Bốn nữa anh em mình vô cái. Đây, anh đây. Có thể nói đây là một cái video đầu tiên trên kênh Tú Lang Thang mà đầu tư gọi là số tiền lớn như thế này các bạn ạ. Vậy thì nó quen. Đấy, đây này, cái ống thịt đó này các bạn này. Ôi. Các bạn thấy không? À. Cái đấy em đấy, con này 13 ký nhỉ? Con 2 ký 7 các bạn. Cái này đấy. Em đi. Không, cái đấy con đấy em mời anh nhé. Anh nguyên cái đấy. Trời ơi, bớt đi. Đi nói không lương thì không lương ấy, anh đừng có kiểu đấy. Em làm cái này còn anh nguyên cái mầm. Ôi, phải nói là hàng của anh Chen là uy tín lắm các bạn ơi. Này. Uy tín như cái gì đó, phê luôn. Rồi, mình mời tất cả mọi người nha. Nhân đây thì qua cái bữa tiệc hôm nay thì mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn trên kênh Tú Lang Thang trong suốt thời gian vừa qua. Đã luôn comment động viên mình, ủng hộ mình để mình có cái động để mình tích cực sản xuất video và để mà lan tỏa những cái hình ảnh hay đẹp đến tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Anh em mình vô đi. Cảm ơn. Tất cả mọi người. Bác quan chứ bạn. Bạn mình thì vẫn đang độc thân vui tính nha các bạn. Cũng giống như anh Bốn thôi. Ba anh em mình thì na ná giống nhau hết. Cho nên là bạn nào có nhu cầu làm quen bạn mình thì cứ bình luận và mình sẽ cho số điện thoại cá nhân nha các bạn. Rồi mới rồi chấm kéo để sau đi. Đây. Cảm ơn tôi, tất cả mọi người. 1, 2, 3 vô. Ăn không thì coi có cái vị nó như thế nào. Chắc thịt nhỉ. Rồi ngọt, ngọt. Thịt chắc không không bị
Này các bạn coi này. Không có một cái gì gọi là ngộp. Đúng là tuy là con này là ngộp thôi đó các bạn. Hàng ngộp đấy, nhưng mà các bạn coi cái sớ thịt nữa này. Thấy không? Ai nói bảo cái này hàng ngộp. Chắc thịt và ngọt cực kỳ luôn. Mình mời tất cả mọi người nha. Đúng không, hổ danh là vua của các loại cua, vua hải sản đấy. Cái này thì cua hoàng đế thì anh bán cua tươi à? Con này bị ngộp không? Con này ngộp hả? Chết đuối. Có nghĩa là tôi nói bạn nghe là tuy nó là hàng ngộp nhưng mà nó mới ngộp hồ cái là bán luôn. Bạn hiểu không? Chứ không phải là để ngộp cả ngày đâu. Tại vì nếu mà con cua mà con nào mà ngộp lâu rồi nha, các bạn phải nên biết một điều, nếu mà con nào ngộp lâu rồi á, cái chất lượng thịt nó không bao giờ được như các bạn xem như bây giờ đâu. Cái này mà làm cua bảy món nhỉ? Thịt mè cái kiểu á, con này một càng đủ một món rồi. Rồi các bạn ơi, bên trong nữa này các bạn ạ. Sao các bạn, lần đầu tiên bạn chơi món này hả? Lần đầu làm chuyện đấy. Cho em cái muỗng anh nhé. Hay là vô bắt anh chén. Để qua đây đi, con này. Vô đây, đây đi. Qua đây trước đi á, đi là chảy. Rồi, nhiều lớn em cho cua ba là ngon lắm à? Không ngon lắm. Bình thường thôi. Cái có cái lạ đấy thì ăn hết đó. Tôi mời bạn cái muỗng này, bạn phải cầm muỗng ăn luôn. Mời bạn muỗng này xem bạn giải quyết cái đấy xem như thế nào. Béo. Béo ngậy luôn đúng không? Ngậy. Cái này là cái tinh túy nhất của con cua này các bạn. Cuối cùng là mình bét sang anh bốn hết rồi còn đâu nữa. Cái nịt. Thần chứ còn cái nịt thần. Anh bốn mình để ở đây. À thôi, nếu mà thế thì thôi để cái tô này đi cho nó. Đó, tôi là sẽ qua một bên đi. Anh bốn mới hộ em còn lấy ít lắm. Ui, có nồi lẩu này các bạn ơi. Ui. Trời ơi. Xời. Bữa ăn hôm nay phải nói là giá chạy đấy các bạn ạ. Các bạn này quán này. Đấy bạn, trong đây là gì nữa? Cái gì? Này trong này có chả cá Lý Sơn này, có tôm hùm này, có cua, có các thứ này. Đấy, ăn đi. Nhưng mà bạn cho mình xin cái cảm nghĩ của lần đầu tiên mà sờ cái món của vua chúa, cảm nghĩ của bạn như thế nào? Lần sau có cái kêu này nha. Lần sau mà ngồi cứ kêu mình nha, mình bớt nha. Đấy. Ăn đi. Anh bốn review cho mọi người xem để xem như thế nào. Đây. Thực ra cái đây hàng này là ngộp nhưng mà mới ngộp phải các bạn. Mới ngộp đấy. Mới ngộp. Chứ không phải là một cái thứ thịt nó rất dày mà ăn vẫn dai chắc thịt. Nó ngọt. Đây này đây kéo cắt này. Đấy. Cầm cái bát này luôn. Anh em mình không có ai đâu mà phải ngại. Mình tưởng to mềm nhỉ. Nhưng mà có lại chắc được cả mọi người. Người bị chắc đấy các bạn ạ. Mời anh em nhé. Thôi, không phải ngại. Bao nhiêu ngày không có lương. Cái này mình đi ăn mà nó nói mình là tươi, mình biết tươi này. Biết tươi. Không, nếu mà mình được, đúng chính xác. Biết là ngộp. Nếu mà mình ra quán mình kêu á, người ta mình kêu cũng ngon, chắc cũng ngọt lắm. Đúng rồi, nếu mà đem ra ấy là mình cũng không biết là hàng tươi hay hàng ngộp đâu. Đúng rồi. Tại vì cái ống chân nó thịt nó đầy đặn và nó đều lắm. Hơi cay á. Căng đét, căng mọng thì là. Để đây cái gì ạ? Có khách. Mình mua gì chị hả? Đây này các bạn này, trong cái topping của cái nồi lẩu ấy, thì còn con tôm hùm này nữa này các bạn này. Cái nồi lẩu này hồi nãy mình cũng quên chưa hỏi anh Ken là giá bao nhiêu tiền. Nhưng mà hình như nó đâu đó khoảng là 600 mấy, 700 gì đấy. 700 hay 700 mấy gì đấy. Mình cũng không nhớ rõ nó đâu rồi, mình cũng không ăn. Đấy.
Đây mình mời bạn miếng chả cá bên mình, bên mình bán đây. Bên mình bán. Ở nhà hả? Đúng. Còn cua này quay kia. Cua này mình nuôi đồ khác. Thứ gọi là của nó à. Nó khác với chả cá bạn. Chả cá cái này là chả cá đỏ của Lý Sơn. Cá này được đánh bắt ở quần đảo Trường Sa với Hoàng Sa đem về đấy, đem về đảo Lý Sơn đấy. Xong bắt đầu nạo ra. Tất cả là thủ công 100%. Dài nhỉ? Dài ngọt. Bên cái riêng chả cá bên mình nhé các bạn. Nếu mà mọi người ăn thì không chê đâu các bạn ơi. 100% là cá tươi 100% nguyên chất và không có chất bảo quản hay là gì cả. Ừ. Mình mời tất cả mọi người nha. Anh bố này đang đi bán hàng các bạn, tranh thủ lúc anh bố vắng mặt mình tranh thủ mình ăn. Bây giờ chị mua cái tươi thì nó cũng 90.000 100.000 mà cũng có bọn em là 12. Đúng không? Nói chung khoảng 10 bàn thì chị làm khoảng 10 thì tầm nửa ký. Nhưng mà chị mua 1 ký lại có quả tặng. Bạn mình bán xe Vespa nha các bạn. Nếu như mà mọi người xem kênh Tú Lang Thang mà ở khu vực Sài Gòn hoặc là tỉnh Bến Ship đúng không? Chiếc cầm quốc luôn. Đấy hả? Số điện thoại cá nhân đúng không? Tí ghi lên màn hình sau. Bạn mình địa chỉ cửa hàng là ở đâu ở tỉnh nhỉ? 150 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. Địa chỉ cửa hàng bạn mình là bán đây là 150 Phan Đăng Lưu nha các bạn. Bên quận Phú Nhuận. Nếu như mà các cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn nếu như mà có nhu cầu muốn mua xe Vespa thì các bạn có thể qua ghé cửa hàng bạn mình mua. Ủa đấy, okay. Hết luôn nhá. Hôm nay tôi đang muốn say đấy. Ăn cua say mất rồi. Cua nhiều quá say luôn. Như các bạn biết thì độ khoảng một tuần này mình không có đăng clip lên kênh Tú Lang Thang. Cho chị ăn thử luôn này, cho chị ăn thử luôn. Nói cho đúng là thì là mình có một chút cái chuyện cá nhân cũng không có được vui các bạn. Thật sự mình rất đau đầu, trong khoảng một tuần nay mình đau đầu cực kỳ luôn. Và mình không có tâm trạng và tâm trí nào để mà quay video gửi đến tất cả các bạn. Cho nên là cái khoảng thời gian này mình còn cần tĩnh tâm một chút thì nếu mà trong quá trình này mình không đăng clip thường xuyên thì cũng mong các cô chú anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Ôi chả cá ngon đúng không ạ? Có gì với béo mà sạch nha. Có tỏi nè. À, tỏi là tỏi với là cá 100% là cá mà ngon nha. có đồ ngon này mà hôm nay mới kêu lên bia anh quá, lên bia từ anh cho ít rau. Hôm nay anh em mình phải không tay không về quá à. Thôi xay ở lại. Thôi vô nhà tôi ngủ. Xay lại luôn. Vô nhà tôi ngủ. Hả? Anh dùng cái đấy anh. Uống bia đi thôi chứ. Anh em mình đã chờ có nhiều đó mà cứ kêu dùng trước rồi dùng trước kiểu gì. Ít uống được bia. Vô cái cho anh kia đấy này. Bắt cái rồi này, tôi bắt cái nha. 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 uống. Cái này chưa say các bạn, phải một hồi nữa đôi lon nữa thì mới bắt đầu khí thế. Cái đó cầm cái rượu này. Thoải mái vào đây. Đây là tiệm ăn đêm lắm, đây tỉnh đấy. Đây chưa hết mà. Ăn đi. Càng có đồ chứ. Được chưa? Ăn đi. Con ấy rồi nhỉ? Con gì? Đây. À, đây tính. Đây. Đấy, từ ăn hết rồi. Không, anh một nửa con, thằng Tình một nửa con. Đây. Đây. Đấy. Thôi. Bạn bên này bạn tự xử đi. Một nửa còn chút nữa. Thôi, cảm ơn. Tưởng nửa nào đưa ngay đúng cái vỏ này. To hơn cái này to. Bên Tú bán chầm chéo luôn hả? Ờ, bán chầm chéo ạ. 100.000 một lọ các bạn. Chầm chéo thì 100.000 một lọ. Nghe được cay không? Mình mê cái chả cá này các bạn. Ăn đi, mọi người ăn đi trời. Nếu như mà các cô chú anh chị và các bạn xem kênh, nếu mà mọi người muốn có nhu cầu muốn mua những cái mặt hàng
bên hải sản Phan Diếm thì mọi người có thể liên hệ vào cái số hotline mình để trên màn hình nhé nha các bạn. Còn địa chỉ cửa hàng mình thì là số 89A đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha các bạn. Nếu mà cô chú nào ở vòng vòng Sài Gòn thì mình thì luôn auto là ở cửa hàng. Nếu mà các cô chú anh chị và các bạn nếu mà có cần nhu cầu muốn mua những cái mặt hàng gì và muốn giao lưu thì mọi người có thể ghé cửa hàng. Nhiều khi mọi người ghé cũng không cần phải mua một cái gì, đơn giản là mình ghé mình chụp với nhau một tấm hình hoặc là chào hỏi nhau một câu là quý rồi các bạn. Anh ấy bình thường nói nhiều lắm, hôm nay quay video tập trung ăn nhé, mất cỡ đấy. Nói nhiều quá mất năng suất thôi. Mọi thứ tình cảm rồi, mới có mấy tháng không lương mà làm gì căng thế, hôm nay bù đắp hết gì nữa. Hôm nay cũng mới được phần nào đó. Ngon lắm các bạn. Làm bớt lửa kìa. Nhỏ hết rồi. Tắt luôn à? Kệ nó. Tắt luôn à? Tí tăng lại, kệ đi. Tí tăng lại, đang nóng mà. Phải nói có nồi lẩu rồi, giá chay á. Nồi đấy là chỗ quán đưa luôn hả? Đó, có cái nồi của mình. Này phải 7-8 người ăn, 10 người ăn. Ba hết. Không no không về. Phá mồi. Chỉ kiếm cái mồi, cái muỗng múc ấy mà. Không có rồi. Quên nèm rồi. Lấy cái gì? Lấy cái thìa múc đâu. Vô đây nha, mình vô cái đi. Hết lon đi. Hết lon đi, anh Bốn xong anh Bốn review con tôm hùm ấy đi. Hết lo nha. Sao đâu, bé thoải mái đi. Này, anh Bốn review tôm hùm của em coi mà. Review chân thật nha. Có sao nói vậy nha. Mời tất cả mọi người. Mời nha. Sao? Nhìn mặt này chắc không ngon rồi. Nhiều quá, từ từ nuốt hết đã nói. Chưa chắc chưa cảm nhận hết, chắc là lần đầu mình mới ăn cái kiểu này nữa. Chúng ta còn nóng ấy mà ngon lắm. Kiểu chắc thịt mà con này mà chúng ta ăn nó nóng mà chấm chéo đó. Chấm chéo hơi cay, hơi cay đầu để ăn ngon thật. Đấy. Đúng lần đầu cảm nhận ăn nhiều rồi nhưng mà đúng lần đầu ăn vậy. Tại vì anh biết sao không? Tất cả các món ăn từ cơm hay là mì xào hay là hải sản cũng thế. Nó phải auto ưu tiên là cái nóng bạn ạ, đúng không? Tươi mà nóng đúng không? Đúng. Cái khi mà đang nóng ấy, mà mình lấy ra mình quất luôn đó là luôn ngon nhất. Cho nên đó là bởi các bạn nhiều khi trên kênh Phạm Dũng các bạn cũng biết đấy. Thì ăn nói gì giòn giòn nhỉ? Sật 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 giòn đúng không? Ngon đấy. Cái thuốc của nó trên xương sống là gì? Đấy. Nhưng mà theo bạn nghĩ á thì cái nồi lẩu này nếu mà bình thường, nếu mà để bạn không biết giá đi thì đây này nó còn đây nữa nha. Thì bạn đoán cái nồi lẩu này bao tiền? Có tôm hùm có mấy cái đồ này phải tiền triệu rồi. Đấy. 300. Rồi vét chết. Nếu mà mình nhớ không lầm thì cái nồi lẩu này thì nó là 690. Là trước giờ mình hay ăn đấy, cái nồi lẩu mình hay kêu về ăn đấy. 690 là con tôm nó nhỏ. Con tôm hùm nhỏ nhưng mà thì hôm nay thì bởi vậy mình mới nói là bởi vậy mình mới nói là không biết anh Chen có ưu ái mình hay không, hoặc là có thể là cái nồi lẩu nó lên giá rồi. Ừ, còn nhiều lắm này. Đấy, nồi này là topping còn nhiều lắm này, trên nó kìa. Trên nhiều lắm. Đây này, nào là tôm này, tôm hùm này, nào là tôm càng xanh này, phải tầm cỡ chục con tôm càng xanh ấy nhỉ, đúng không? À. Này đồ tươi mà đi chợ mua tiền triệu rồi chứ cần đúng đi nấu nữa làm lẩu. Trong khi đấy còn thịt bò với là con cua với con ghẹ với là chả cá đây nữa này. Có nhiều. Có cái này nhà hàng đấy đi chỗ nào? Anh bán chuyên hải sản hả? Cái chỗ bữa anh em mình với thằng Huỳnh nhậu ấy. À ngoài cái ngoài Tân Sơn Nhì này hả? 54 Tân Sơn Nhì. Em bảo bây giờ là nhóm. Hả? Cách nằm ngoái nằm kia. Đợi thằng Huỳnh vào đấy. Lâu rồi.
Ui biết đấy. Ui. Còn nói. Tập trung ăn nhiều thế. Hôm nay em đang muốn say mày. Tâm trạng mình đủ khoảng một tuần nay nó không có vui cho nên là mình liên tục muốn say các bạn ạ. Nó buồn thế này ai muốn chả buồn muốn buồn. Mà buồn khôn quá. Tích này tôi lên đây là kìa, con xe ngủ quý năm rồi kìa. Ngủ năm hả? Hỏi coi có bán không? Nếu như bạn nếu được giá. Được giá thì mình. Nhưng mà nếu bạn bạn nếu bạn hỏi thế thì bạn trả bao nhiêu? Mua thẳng vấn đề luôn này. Bạn trả con đấy bao nhiêu mình giải quyết cho bạn luôn. Đâu chỗ bạn phải được qua đưa lại dùng rồi chứ. Bao nhiêu nữa? Kết lấy phải đi. Nếu mà con ngủ năm ấy thì bây giờ bạn cứ xác định bạn trồng ở đây cỡ 200 triệu thì mình suy nghĩ. Thì đấy. Nhưng mà 36. Biến tính đấy. Biến tính thì nó rẻ hơn biến Sài Gòn. Nhưng mà nói đùa mình thích cái chả cá lắm các bạn. Từ ngày mà bên mình bán chả cá nha, gần như là ngày nào mình cũng ăn chả cá. Tại vì không mình như các bạn biết đó, mọi người xem kênh có thể mọi người để ý thì mọi người sẽ biết đó là mình á, đặc biệt đó là thịt trâu này, thịt trâu, thịt bò, thịt chó, thịt rắn, thịt mèo là mình không ăn. Mình chỉ có ăn hải sản này, thịt gà này với là cá thôi đấy, với là thịt heo là mình ăn, còn lại những cái kia là mình không có ăn, cho nên đó là mình cũng hơi kén ăn đấy. Cá này tươi làm luôn hả? Đúng rồi, tôi vừa đánh bắt vào đưa cập bến mất là nào lấy thịt à. Xong là cấp đông luôn là gửi vào Sài Gòn luôn. Ở ngoài thị trường có cá này không ta, mà nghe tên lạ quá ta. Làm gì có, chưa nghe bao giờ luôn á. Cá đỏ củ. Cá đỏ củ hả? Đúng rồi. Có chơi không? Nếu mà ở vùng đấy người ta có cá trên này thì ăn không? Có chứ. Hay là làm chả hết? Ngoài đảo đi chơi đó. À ngoài đảo hả? Ừ. Đợi tôi kể các bạn tôi đi lấy Lý Sơn chở tỏi đây. Thì ra vô tình gặp cái này ăn mới ngon quá mới đem về bán chứ. Đấy. Bán theo ký à hay là chả cá thì là chả cá tươi, như cái này mình dùng nửa ký chả cá tươi thì là chả cá tươi bên mình là giá 220.000 một ký các bạn. Còn cái loại mà chiên sơ rồi thì 230.000 một ký. Thì cái số hotline cửa hàng mình ấy, mình có để trên màn hình nhé. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ nha. Bỏ tủ mát là để được à? Hay là bỏ cấp đông? Tủ đông. Đóng cấp đông à? Được mấy tháng? Cá tươi á. Bán ăn khi nào hết thôi. Nó vấn đề là bán nó không kịp. Không biết nó được bao nhiêu tháng cả, bởi vì cứ về cái hết luôn. Về là hết mà. Không biết là nếu mà ý là được bao nhiêu tháng thì còn dặn khách thì người ta bảo quản người ta dùng. Ý là mình để trong tủ để cho bác. Bởi vì mua cái này một tí về nấu ăn thử thì đảm bảo trong có 3-2 ngày là hết. Cấp đông à? Đúng rồi. Vì nó ngon. Ăn ký mà gia đình 4 người ăn cỡ tuần hả? Không tới đâu. Nếu mà bạn mà ăn trước ăn mà cầm thì tôi thì ăn được nửa ký rồi. Không phải cần mà ăn được mà chứ không phải là đấy. Cái này là nhiều món mà đúng không? À. Chiên rồi làm có thứ được. Đúng rồi, mình mua về thì mình có thể chiên này hoặc là mình cắt trực tiếp bỏ nồi lẩu hoặc là thường thường á, như tôi hay làm á là bạn biết gì không, tôi bỏ thẳng của tôi luộc lên luôn. Luộc ăn luôn à? Đúng, luộc ăn, lên ngọt, ăn ngọt cực kỳ mà mình cảm nhận nguyên cái vị cá luôn. Vô cái kia có gia vị là mất vị đi. Đúng, nó bị lai cái vị đi. Mình chiên lên kèm bánh mì mình ăn được. Đúng, chính xác. Làm cái loại sốt xịt đó nhỉ. Ừ. Chứ bánh mì thì thôi nhỉ. Anh em mình vô cái đi, kết thúc clip này. Thế sau hôm nay về cho tôi ký mà về ăn thử rồi làm mấy món gì bạn luôn. Chào hàng bạn luôn. Đây, đừng có thấy bạn mình vậy đâu nha, nhưng mà bác nhà bạn là thách đấu với Johnny Chí Nguyễn đúng không nhỉ? Mình có nghe nói đội công thâm hậu lắm đúng không? Đúng không? Đúng không? Không sắp sáng. Lúc người ta lại bảo mình nói bậy chết. Nói chung là clip của mình cũng dài rồi. Thì anh em mình cũng ngồi tranh thủ lâu rồi. Bạn cũng lâu rồi bạn mới ghé luôn. Lâu lắm rồi. Lâu cũng gặp. Năm ngoái. Thật ra thì anh em mình tranh thủ ngồi hàn huyên với nhau một chút xíu nữa. Clip của mình đến đây cũng dài rồi thì mình cũng xin chào tất cả mọi người nhé. Tại vì bạn của mình cũng ngại. Nói thật với bạn là
không phải là đơn giản để mà ngồi trước một cái ống kính máy quay để mà nói chuyện rồi là đúng không? Anh Bốn, bản thân anh Bốn đây là một người mà hay đi với mình mà mình hay trêu mà nên còn vẫn ngại. Đến bây giờ vẫn ngại, mà thậm chí đến bản thân mình luôn vẫn ngại các bạn ạ. Ví dụ như mình lên kênh mình thì không nói, nhưng mà ví dụ như lên kênh Song Hỷ hay là kênh anh Tú xe đầu kéo vlog, bản thân mình vẫn bị ngộp các bạn ạ. Thành ra mong nếu mà trong cái cuộc nói chuyện đó, có gì không phải thì cũng mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn cũng bỏ qua cho anh em mình nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục hôm nay sẽ tiếp tục ngồi nhậu với nhau. Nói chung là hôm nay mình nhất quyết là hôm nay mình phải say các bạn ạ. Đấy, cho nên là còn ngồi hàn huyên với nhau nữa. Còn bây giờ thì mình xin phép chào tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.